hướng dẫn bài tập khí công nổi tiếng, vẩy tay thổi bay hết bệnh tật. Vẩy tay là bài tập nổi tiếng hàng đầu với nhiều tác dụng vượt trội trong việc phòng và chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân ung thư, mắc bệnh nan y đang theo đuổi bài tập này. Nhiều người đã nghe nói đến động tác khí công vẩy tay. Ai kiên trì thực hiện hàng ngày có thể mang lại tác dụng phòng và chữa bệnh rất tốt. Thậm chí nhiều người bệnh ung thư đang duy trì bài tập mỗi ngày để chiến thắng bệnh tật. Ở Trung Quốc, nổi tiếng với bài khí công này là sư phụ Lý Phượng Sơn. Ông đã xây dựng một cách vẩy tay tiêu chuẩn để ai cũng có thể học theo và làm đúng cách. Đây là bài hướng dẫn chỉ mất vài ba phút, bạn nên tập theo hàng ngày để cảm nhận được những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Khi vẩy tay, 10 ngón tay sẽ kết nối với tim, làm cho huyết quản thông suốt, vận hành trơn tru. Thanh lọc sạch sẽ, lục phủ ngũ tạng, tiêu trừ mọi bệnh tật ẩn náu trong cơ thể. Khi vẩy tay, vai lưng gáy và hệ xương đều vận động, mang lại tác dụng phòng ngừa bệnh xương khớp. Bài tập này phù hợp cho mọi đối tượng, duy trì ít nhất mỗi ngày một lần, tối thiểu trong 3 phút. Người có bệnh phải tập tối thiểu 3 lần, mỗi lần 10 phút. Nếu bạn chưa tập, hãy giới thiệu bài tập này cho người thân trong gia đình. Chúc quý vị và các bạn vẩy tay thành công, càng vẩy càng khỏe mạnh. Và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.